Chào bác nhá, anh em chuẩn bị là lên đường. Nên thì chủ đạo làm ẩm thực cấu kéo chỉ là phụ thôi nhá. Hai phần đánh ốc với là mỏng tay môi cơ bản hàng ngày. Đây này. Này là bài khoai cảm chím với thính. Trộn cấu ngay. Khoai này thì ủ từ tối qua rồi. Bên đây là mưa lục. Có thình chứ. Ở đây nhiều xe quay lại quá. Thì phải cho Con đầu tiên em cầm cân nhớ mô. Bóng này. Bóng cả ngày luôn này. Cái chủ vội vàng của vậy. Con lâu rồi mày cho lên. Con phải lắm. Khỏe đài hay. Cân này, các bác nhìn cân này. Không fit luôn. Chưa. Chưa lên khỏi mặt nước. Úi xời. Sáng ra câu đài đã gặp đối đỏ rồi thì thôi rồi luôn. Vừa mỗi cùng là mình mở hàng. Úi xời. Đây, cháu nó vô bơ. Ui, chân to tay chứ. To chứ. Nà, 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 vừa thủ thì cũng được. Không, lâu đấy chứ được vừa. Đẹp luôn nhá. Mở hàng. Xe cấp cứu lại đến tiếp các bác nhá. Xe cấp cứu đến tập 2. Ô, mở cháu câu ấy chứ. Tuân ơi. Người ạ. Nhưng trong đảo chẳng hai đi. Mua lấy thêm đồ ăn á. Mua thêm ếch nhảy hay là cua chứ không được. Điều hai bên nữa. Điều hai bên nữa. Ừ sẽ nhìn xuống. Nữa trong đảo trong mini nữa. Cho ăn lừ cả. Cả ăn vật trúng túng ăn lừ. Ghê biệt con chi hay. Trời ơi đén rồi đén. Trời ơi đén ăn đi găm gì đất đó thế. Đén ăn đi lừ lừ lừ. Đi găm gì đất đó nè. Đén găm gồm lắm. Lút pháo nữa. Hắn chạy đúng không. Hắn đi là gì bơ là gì mặt đất. Trời ơi. Hả? Chón lử, chón lử. Trời ơi chép gì đó. Mai vô đây kiểu con như mẹ mẹ. Điểm đến nó mất hay. Môi này như bột tốm. Cứt mất muốn được. Hồi này ngồi đâu để mỏ ôi, mai ngồi đây lên trời đỏ. Trời đỏ. Còn mệt thôi. Đấy vượt đây anh vượt anh đưa qua. Lên đây lên đây. Mệt em. Mắc nó bếp nó ướp cả này còn đây nữa chỉ lấy một con đèn duy nhất để anh em mình nướng ra mua thêm mấy chai nước to trong mình ra trong nó bao cho chưa nhưng mà nói chung con nó ai nó to là nhưng bắt được hết nhiều người thấy nhưng một mà bắt ăn mấy miếng nhá rồi sườn bo. Rùi nóng nhỉ. Ở đây là khoảng 1 cân ớt đó hay. Đúng không? Hay 5 lượng. Lớn đi, tự tính 1 cân. Này, bắt này. Này, anh đầu bếp đang ướp gia vị. Có tấm đén này. Tấm đén của mình em mình cấu được. Thịt bò với ếch mua ngoài chợ. Xả cắt ra luôn mà cho nồi với ớt cay luôn nhá. Được luôn mà. Thơm. Đúng không anh? Có củ gừng không làm gừng luôn đây. Cái này hấp, chế quả hấp đi luôn thầy. Để mắm đi luôn á. Thơm. Ó mà. Bắt gì á, nhà bố xin cái mì ăn. Ông ra ông cầm rầm hơn là thằng bố làm chục cây. Ừ, rồi thôi dài màn hôm qua tập đèn quần đấy nhiều. Ê. Chạy đi, chạy đi.
Ui trời, tôi được đi chạy, tôi khí nó chạy ơi. Vượt không gầy. Ờ để vượt đi gầy gầy. Dạ. Để săn cút. Ôi trời, chơi rồi nè. Mà mới rơ cái cước. Thôi. Vượt. Thôi. Chơi được rồi. Chơi rồi, không chơi được. Được con to này chảnh. Nhục. Thầy đi cả vỗ vầy cái gì cho rùng. Chơi được ai chơi được. Vầy đập cho vầy em vầy. À khi này hình như lại, khi này hình như bài tủ có lại chó rơ vũ mẹ em thôi vậy. Chịt thịt. Rô khí tâm rồi là không bắt đấy. Không bắt rồi nè. Tin nhắn của chủ hô. Đến lớp cả mà ngon ngon là thả hết. Dạ. Yeah. Ủa đây đây hàng đây rồi. À. Con bút. Con bút. Đời xoay đi. Thầy. Nhìn hấp dẫn chưa? Rồi cứ bắp cuồn cuồn luôn này. Đó. Anh em đang lên lửa. Bên đi nướng than. Trời ơi, cố một mặt. Không. Bánh. Ừ. Kéo xếp đó. Bánh với kéo xếp đấy. Mới được khoảng 10 phút mà bắt đầu cả với thịt vàng nó hướm lên rồi. Mình ứng chưa? Sáng anh em còn chưa chịu ăn sáng. Đây là giá ếch nhá. Phơi ảo cho ếch. Ếch lột ảo ra để riêng nè. Phơi. Trên xương bo nè. Hai món thủ ấy đang sẵn thêm một món nữa là món cá đắp bùn. Đó, bọc lá, cả lớp gia vị bọc lá trong dưới đắp bùn vào. Món này thì cá xì với mảnh tự chế. Các bác biết khi mà cá xì mà vào bếp là hiểu rồi chứ. Chỗ này chỉ không ăn được thôi. Bùn nó cứ trâu lên. Bùi lắm. Dưới cỏ luôn. Anh em là gì cả? Con chi đó? Hả? Cầm đen á? Chỉ như kiểu ma. Chỉ cầu băng mồi cứ bảy cầu thôi. Cứ bảy cầu không có cân. Bảy cầu. Đi câu kênh băng cân. Kênh băng cân. Đấy. Đôi đỏ nhá, mình chảy tuệ cả khói. Đi câu quên băng cân. Không cần, ngồi cái mảnh còn đấy ơi. Có đẩy nó bằng mỏng nữa hời. Nó ở đây nữa khi muốn cho chín. Chín quá à. Thế anh nói chỉ có anh như nó chuyện rồi thôi chứ nó không lóng một chị lần chị lần đầu tiên lần đầu thử nghiệm đấy. lần đầu làm gì này này tâm này khi cá xì vào bếp thôi đúng không tại những lên. Thêm than đó, từng là than không đủ quá. Không, nóng lắm, bỏ có tí mà nóng lắm. Không thể đủ. Nửa rồi. Này rửa đâu đây? Rửa có chai nước và rửa luôn, cái tí nó.
đá món xong rồi rồi đây chỉ là rồi các bác nhá. Mấy rau sống chưa cho này chúng ta đi. Chín rồi các bác, chín rồi, là cái chèng huyền thoại này lại được giá cần khi nay mới thấy chút đất các bác. Hoàn tất công đoạn gần như cuối cùng, hiện tại là 12:30 rồi. Mấy móm thu và nó mệt mai cấu ở trên kia, hôm nay anh em mới dính đi làm đồ ăn. Cắt dây cho anh em. Dây mơ rất là hay. Con dây cuối. Tóc ra, tóc ra. Từ từ. Bánh, bánh ra, từ từ. Rồi. Úi xời. Có cái gốc. Nhiều phế là từ từ. Chỗ này trời đỏ chứ. Có được một tấm đen thì hay lắm rồi hơi. Vớt 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 vớt. Vớt thì không, không vớt thì không. Ê. Ủa rồi. Trời trắng hay trời đỏ? Trời đỏ. Ai lười luôn, đứng với mấy mồm ra thì chó mới được mất rồi. Anh Dũng vừa thiêu quá không? Vừa thiêu quá đó, vừa thôi. Phá ác thế. Chạy. Chân nó gieo ác thôi. Rồi, dơ dơ hạt vật lên đó. Anh ơi chọn vô ra đường. Đây là nổi bình này, đây xúc này. Này chị à. Đây xúc đi. Đấy là, đây là khi cá chì. Cá chì vào bếp. Đó, nướng được 1 tiếng rồi. Chưa 1 tiếng. Tiếng nữa đó. Chưa bao giờ anh thấy Thủy Tiến nấu ăn. Đương nhiên luôn rồi chứ, anh nói không đang sống luôn. Sâu vô qué để lên trên là nên hẳn không ôm hơi được, là nên hẳn không. À rồi nó tá vẫn đi cấu chứ. Dày quá. Lấy qué nữa thế, đâm qué nữa đó. Ừ, ngon đó, ngon đó, ngon đó. Hơi sống một tí thôi. Xiên vô. Nó cái sống xinh. Xiên vô cái đỏ nó gác lên đó. Xiên lên nát, lên gác mấy qué nó gác hẳn lên. Có phải như bao bạc mà. Mở rồi gác lên được. Xiên từ đâu đến đuôi luôn. Họ nói nhiều quả vứt mẹ nên mày. Vứt đi. Mình đó. Ông cứ đấy đây luôn. Yeah. Cây mì mà còn ít ít vưng á hả? Ôi trời. Cắt nhỏ thôi, cắt to nữa. Đó chứ, ăn mình thịt to. Uống bắt đều đây. Bắt đều đây. Uống chai không đồ. Vừa chín luôn nha. Chai dâu đây này đây. Vừa chín không là ngọt lắm á. Chai dâu nó cắt được 2 ly đó nha. Dâu nhỏ giọt nha. Mô cắt để làm nước chấm. Nước chấm mới rồi. Chia ra chi? Cần chỉ đặt ở giữa mắm được kìa. Sau mấy tiếng chuẩn bị thì đây là thành quả các bác nhá. Đây này, tất cả các bỏ đều nướng cay cả. Siêu cay khổng lồ. Cay đến xé lòng. Đó, cái mảnh ăn cái đi đầu tiên này. Thôi, nâng ly thôi. Nâng ly. Đại diện thôi. Anh không à? Chúng chung cốc bên đi đây. À, đại diện rồi. Gia đình có nhiều. Uống có từng đi thôi nhá. Hết nha, hết nha. 100 nha. Đây, bạn uống cái đi đây. Không uống à? Dạ em uống. Lơ có bình nhấn chay. Chà có đan co lùng lùng ngoài rồi. Con bạc đi. Ừ ăn. Chuyển đi thôi, chuyển đi thôi. Chai cho nên cái mình ăn cả cẩn thận nhá. Đấy là anh cứu thương. Chào các bạn. Chạy xe cứu thương quá chỉ để dòng cá.
mời các bạn nhá. Kiểu tiếng ở bệnh viện nhau như ít việc nên phục vụ kiểu tiếng ở hô. Anh em mắc lười cấu mà chỉ cần đi viện mổ. Đâu ăn cả nếu mà có chứng chữ ý học là đưa đi luôn. Một luôn. Ngô anh mau mỏm này để chở đi làm răng chứ. Cũng hợp lý. Đây là anh Hưng Bôi. Mỏm rất là lâu rồi. Lâu lắm ấy, chưa thấy con đen bên đi mà cái này đen đen mà không giật được. Đâu anh có giật chưa đâu. Giật. Chưa được giật. Công đô thì tuần mô cứ đến giờ ăn là về. Thành như thầy ăn thì chạy, thầy ăn thì đến. Một tuần công sẽ về một lần, ít nhất là một lần. Và ăn đúng đến bữa ăn luôn. Và đúng những dịp làm clip ăn uống. Lâu lâu hỏi mai keo chứ anh hơi. Và hỏi thầy ăn thì đến nói cho ăn có chữ ăn không? Mời các bác ăn ếch nha. Con ếch này như chưa ai ăn này. Đây cho Hoa ăn cái đuôi trước này. Giật cho khỏe, cho bắp. Ông đi làm cái đuôi đó. Ếch như có thể ăn cơm co vậy. Hả? Anh nghe. Cầm kim anh. Mời bạn ăn đi, để đó ai ăn gắt. Mời mọi người nha. Anh như cái đuôi là biết chứ anh cứ tắt ếch mà tầm cầm tầm kiếm đi. Cảm nhận siêu cây khổng lồ chứ. Cá sĩ dưới mảnh không cần mẫu tiểu ạ. Đấy là anh Thuyên Hồng. Tiến đi bới. Tiến đi bới phải phá đọt cân. Sườn sườn kìa. Cái này sườn này mở chăn chi này cũng biết bảy mẫu rồi. Ngài chí. Tao đem bá phạt cái nhuyễn mất luôn. Nhuyễn không bọc tí. Thế nhưng mắc môi là vừa đẹp này, mắc môi môi đớn này. Đọt. Wow, chân lưng bên cạnh nó bắt đầu vang được. Con đen nó còn cầm đen. Hôm qua mày anh em câu. Không có gì quả đặc sắc ạ. Nói chung là ngoài vỏ thì ngon nhưng mà trong cái bình thường. Bàn nha. Anh em tham gia nhá. Trái hơi nhỏ. Bắt tay rồi. Có một mỏ nữa. Rồi. Đây. Nó mắc cả đến rồi nó dài dài đúng không? Tệ. Mắc cả thì có lẽ cân rớt rồi. Ếch nên là mua nhá, không phải cầu hay là bắt được không? Cầm xe lên đây coi cân rớt rớt đây. Em đi cân của anh á. Nó phải bây ạ, ngồi ăn đi. Chắc chắn là mắc đến rồi. Cái tệ thôi. Đây, đám mê là được. Em đi cân quanh được cái bọn này mà nó mắc cả rồi tê. Thì đó đó, nghi là anh Việt sạc linh tón xuống dưới luôn được cái chán. Lấy con cá. Ừ. Ấy ngon lắm. Nếu mà mắc tí đây rồi luôn được, tí nó ăn xong rồi lấy. Rồi ăn công. À đang quay á. Tuyệt vời á. Hết mòn như hay. Có đậu phụ. Đậu phụ. Ăn đậu phụ. Cái đậu phụ thối. Đậu phụ quá. Hả? Đậu phụ quá mà. Cân rượt. Ăn rượt là chưa kịp thối à? Cân rượt thật là không quay về là cân rượt thật, nếu mà lao lưa là quay lại thôi. Lại không vượt cân á. Hẳn đi có cần ra nó kiểm tra hết. Thôi tạm thời ok rồi, quay cho anh em ăn nữa. Quay cho thôi, công cái công cho đồ cho ăn nữa. Con tà này sống hấp được chết mất là đúng rồi. Mất mắt. Cái mỏ này đang cắp chủ vừa móc xong. Cái gì đó? Dạ chay. Bốc bốc rồi rải ra tí mày ngon này. Bốc ngon hơn đúng không? Bốc hơn à. Này như cứ cầm đùa thì vướng vướng. Nhìn gặp tiếc đi. Wow, chà. Đang định nóng ông Hoa đang bảo chịu đô đông người. Đúng rồi. Đúng rồi. Mời tất cả mọi người nha. Đi YouTube với TikTok còn nhân viên công đô là con nít đúng không? Hả? Rớt luôn anh. Thả để chân cháy. Thôi, đi lên bỏ giỏ nhanh gọn. Ở chẳng làm cũng phải chẳng lắm.
mình em cây đuôi mà. Đó, ăn nó thì ra đi vớt ốc. Cái chẳng đồ như vớt. Vớt nó phải lăn xuống đó. Được con cá hai phát là đuổi mẹ. À, Hành có lẽ cho đi ăn thí, ăn thử thách chứ được hả? Đúng không? Quậy. Vừa mới làm cái thử thách cho ăn được á. Có 98 cân nha mày. Mình nhìn có tầm mấy đây? 97 cân á. Nhỏ chắc thôi, 98 cân. Người chắc. Bộ đông nha là mình cũng tâm niệm. Năm cái máy Shimano 4000. Anh em vẫn đang ngồi ăn giữa cánh đồng luôn này các bác. Bạn biết tôi lên hôm ngoài bắt. Em thì ăn được ít lắm. Ăn ít uống ít. Câu gừng ngóc nửa quả trúng. Trong đồi thì chỉ có anh An với anh An thì 10V. 10V đồi. Với là mảnh thì lâu rồi. Còn lại anh em toàn khách mời đỉnh ạ. Nói chung là mình không ngại tiếp bất kỳ anh em nào đến tham gia cùng. Mình đi câu ở đâu mình hãy đăng hành trình mà. Cái mặt đấy phát. Cái mặt đấy cây. Tôi người giả vôi thế vẫn chưa được chụp. Có không? Hai đôi lên. Hả? Thầy gì mắt đấy chứ chưa biết răng cả. Đuổi góc nữa đi. Không cần lua. Nhắc cái trâu mặt con chim. Đấy tổ phước. Đen, đi lại đôi mà. Ngắt rồi. Hay bữa trước mình đập phắn này như gần nhất phải. Bảo đen các bác nhá. Trần đấy là ngay thứ hai chứ không phải là ngay đầu tiên đâu nhá. Ngay thứ hai vẫn có đen để bảo này. Được hai con nhưng con kia nhỏ hơn nên thôi chỉ quay có một con đi thôi. Đẹp chưa? Buộc giấy lại rồi, buộc trục yếu. Đó, đây là con đen, con bên đi là cả trắng này. Cả trắng nhiều, cả trắng thì vào cái bàn luôn. Đó. Đây mày. Đó, đây là cả trắng của mấy anh em. Đây chưa? Đây là cả trắng này. Đến thì chúng là đến bây giờ là kết thúc khá ngày, bắt khá nhiều cả của chú hồ thôi. Nên là ngày mình sẽ về sớm một tí. Buổi chiều cả cũng không ăn rồi cho nên về sớm một tí. Bây giờ sẽ thú quân nhá. Máy cũng hết dung lượng rồi nên em không quay thêm nữa. Thôi chào các bác nhá. Hẹn gặp các bác clip sau.